siêu đắt tiền nhưng mà chả ra thấy giống cống ngãnh gì cả. Nó quận luôn cái serum, nó quận luôn kem dưỡng, nó quận luôn kem chống nắng, nó quận luôn kem nền, và nó thành một cục như thế, nó vo vào trên mặt. Kinh lắm. Khi lên website mình check giá tiền, ôi trời ơi, choáng các bác ơi. Hello, xin chào các bạn, chúng mình gặp lại nhau trong video mới tuần này. Hôm nay chúng mình sẽ có một cái video empty haul. Cái video mới nhất về empty haul mà mình làm, đấy chính là 9 tháng trước, gần 9 tháng trước thì đây là những sản phẩm mà mình đã dùng hết trong 9 tháng vừa qua. Thì yeah, rất nhiều, thế nên là không nói nhiều nữa, chúng mình bắt đầu luôn vào video nhá. Ok, nào bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với chuyên mục tẩy trang. Với tẩy trang thì ở đây nice. Em mình đang có một câu hỏi rất lớn nhất là ngày nào hầu như mình cũng trang điểm ý. Tại sao mà mình chỉ lại dùng hết có 2 chai nước tẩy trang? Với những lúc mà mình trang điểm nhẹ nhàng, một lớp cushion, một tí má hồng, một tí son, một tí kẻ lông mày thì cái này nó sẽ làm sạch đường rất là ok nha. Ngoài ra nó không gây kích ứng cho da của mình, nó không làm cay mắt, nó không làm đắng môi, tức là nó không có mùi lạ, vị lạ. Với cả là nó quá rẻ. Quá rẻ. Còn với cái nước tẩy trang này của GC thì mình nói thật là mình không khuyến khích các bạn sử dụng cái này cho lắm. Khi mà lau lên trên mặt ấy, nó thấy hơi bị rít các bạn ạ. Nó không trơn, nó không mướt, nó không lướt theo được theo cái bề mặt này của mình này mà. Bởi vì là bên trong cái này nó sẽ không có những cái thành phần làm cho cái nước tẩy trang nó có cái độ trơn mướt ở trên da. Thế nên là khi mà mình tẩy trang cái này mình thấy hơi khó chịu một tí về khả năng, về cái sự rít rít đó của nó. Thế nên là mình cũng không khuyến khích là các bạn nên mua cái này nhá. Tôi sữa rửa mặt nó dơ, kinh khủng dơ luôn đấy các bạn. Đầu tiên là một cái tuyếp sữa rửa mặt này của Abby Choi. Nếu mà mình nhớ không nhầm nhá thì nó đến từ nhà Perfect Diary các bạn ạ. Thì ok, cái sữa rửa mặt này được nha. Giá rẻ, rửa mặt sạch. Mà cái này kiểu như là nó sẽ bọt, dạng bọt vừa nha. Nó vừa làm sạch cho da nhưng mà nó không bị làm cho da kiểu như là bị tẩy quá mạnh. Nó không làm da bị kinh kít. Vẫn có một độ ẩm tốt, khá là thích nhá. Tiếp sữa rửa mặt nữa của Senka. Cái này thì nó sẽ rất là phù hợp với những bạn nào đang là học sinh sinh viên. Với những bạn mà trang điểm mà mong là cái này có thể làm sạch cả trang điểm thì là không đâu nhá. Nhưng mà kiểu như đi học về da mặt chúng mình bị bám bụi chẳng hạn thì cái này có khả năng làm sạch cả những cái đó, bụi bẩn hay là những cái làm cho da chúng mình bị xỉn màu. Và với cả là cái này thì giá rất là rẻ mà nó lại ra rất là nhiều bọt. Thế nên là khi một lần rửa chúng mình không cần dùng quá nhiều sản phẩm, chúng mình vẫn có thể rửa sạch cho mặt, đầy bọt ở trên mặt luôn. Thế nên là nó rất là tiết kiệm. Một điểm nữa là nó sẽ không làm da các bạn bị kích ứng, không bị nóng da, không bị rát da, không bị kinh kít da. Nó sẽ mềm, mượt, sạch, thoáng. Nói chung là với những bạn mà tầm tuổi trẻ từ khoảng 20 đổ xuống ấy, thì cái này rất là hợp lý cho các bạn nhé. Tiếp theo thì đấy chính là một cái lọ sữa rửa mặt này của Lancome. Ôi, thề với các bạn luôn là cái lọ sữa rửa mặt này mình dùng lặc lè mãi không hết ý. Lâu lắm một cái tuyếp nó chỉ có khoảng tầm 120ml thôi. Những cái sản phẩm của Lancome mà mình đã từng dùng từ trước đến giờ, mình chưa thấy một sản phẩm nào có cái mùi nó dễ chịu và kiểu nó thân thiện với lỗ mũi cả các bạn ạ. Cái này cũng thế này các bạn này, nó có một cái mùi, em ơi, nó ngái ấy các bạn ạ. Giống y hay cái mùi của cái lá cây, của cái cành cây, nó vẫn còn non, nó vẫn còn tươi ấy. Khi mà vặt nó ra nó sẽ có một cái mùi ngái như vậy. À, cái này nó giống lắm các bạn ạ. Mình không thích cái mùi này một tí nào, nhưng mà phải công nhận dùng cái sữa rửa mặt này thích thật. Nó làm sạch cho da rất tốt, cái lượng bọt không quá nhiều, không làm cho da giống như là bị tẩy. Tức là khi mà rửa mặt lên thì đúng kiểu như là sữa rửa mặt nhẹ nhàng, êm ái và kiểu nó sang chảnh, nó đắt tiền đấy các bạn. Mọi thứ nó cứ nhẹ nhàng trên mặt nhưng mà hiệu quả thì lại rất là tốt, làm sạch da rất là tốt này, giữ ẩm cho da cũng được một khoảng thời gian rất là lâu này, cũng phải là 15-20 phút thì chúng mình apply lại toner, nó vẫn còn cái độ ẩm ở trên da rất là ổn nha. Thì nói chung là nếu như bạn nào có điều kiện và thích kiểu trải nghiệm dưỡng da nó sang chảnh, nó mắc tiền một chút thì yeah, đây là một sản phẩm gợi ý rất là tốt. Nhưng mà nếu mà hỏi mình có mua lại không ấy, thì mình nghĩ là mình không mua đâu. Bởi vì là sữa rửa mặt mà mình thấy là sữa rửa mặt ở đâu người ta làm cũng ổn rồi ấy. Mình nghĩ là mình sẽ lan tỏa cái sự sủng ái này cho những sản phẩm khác. Cái toner này của Coxir à? Ui dồi, mình không biết đọc tên của hãng này. Coxir. Mình vẫn nhớ là cái sản phẩm này khi mà mình dùng mình khá là thích nha. Thật sự thì cái sản phẩm này khi mà mua thì nó sẽ hứa hẹn là nó có khả năng là anti wrinkles and nourish, tức là kiểu chống nếp nhăn và nuôi dưỡng làn da. Nhưng mà nói thật, một cái chai toner hy vọng gì nhiều, đúng không? Hy vọng gì được nhiều. Nói chung là khi mà với một chai toner nhá, với mình nhá, lên da nó mượt, nó mềm, nó cân bằng ở độ ẩm, làm cho da mình cảm thấy ngay lập tức dễ chịu thì tức là một chai toner tốt rồi. Nó là dạng lỏng như nước ấy, mượt này, mềm này, massage trên da hay là apply trên da bằng bông hay là bằng tay chăng nữa, nó cũng rất là dễ chịu ở trên da. trơn, mướt, không làm cho mình phải dùng lực mạnh để mình kéo cái vùng da ra, thì nó sẽ hạn chế được cái việc như là tạo những cái nếp nhăn hay là bị chảy xệ cơ mặt. Với cả là nó để lại một đờm rất là tốt, thẩm thấu thì rất là nhanh. Nói chung là ok, giá thành thì cũng hợp lý, rẻ nữa. Tiếp theo đấy chính là cái chai toner này của The Ordinary. Trước đó cách đây khoảng tầm 1 năm, mình không có thiện cảm nhiều với những sản phẩm của The Ordinary, bởi vì là cái cách họ thiết kế đẹp, rất đơn giản, dễ chịu đúng không? Nhưng mà khi mà mình nhìn vào cái thành phần ấy, mình nhìn thấy là người ta chú trọng nhiều quá vào những cái thành phần hóa học mạnh mẽ. Và mình thấy là có quá nhiều bạn đang đắm chìm vào những cái thành phần hóa học đó mà không thật sự biết là mình có hợp hay không, và không thật sự biết là nó hoạt động như nào trên da của mình. Thế nên là mình nhận thấy là những cái nhãn hàng người ta tập trung quá nhiều vào những cái thành phần hóa học như này. Nó như là kiểu, với mình lúc đấy nhá, là mình cảm thấy là như là kiểu đi theo trend ý. Thế là mình thật sự không thích cái thương hiệu The Ordinary một tí nào. Mà đấy là cái quan điểm nó hơi bị cực đoan của mình. Khi mà da mình vẫn khỏe, vẫn còn ổn, nhưng mà sau khoảng tầm 1 năm trở lại đây thì mình thấy là da mình nó xuống cấp hơi bị trầm trọng. Tức là da nên là mình muốn tìm hiểu nhiều thêm về những cái thành phần hóa học khác. Thì mình đã mua cái chai toner này, bắt đầu bằng một cái nhẹ nhàng nhất, đấy chính là toner và có cái AHA là 7%. Mục tiêu của mình á, là không phải là hy vọng vào một cái kết quả vi diệu, không hề hy vọng một kết quả nào nó cải thiện rõ rệt trên da của mình cả. Mà cái mục tiêu của mình khi mua cái chai toner này, đấy chính là để thử xem mình có hợp với AHA không. Kết quả cho mình thấy là cái chai toner này ok nha. Nó không làm cho da mình bị kích ứng, không làm cho da mình bị nổi mụn ẩn. Những cái mụn ẩn mà nó cứng cứng ấy, nó không hề bị mồn nổi lên. Khi mà dùng lên trên da thì sẽ thấy rất là mượt, mềm, mượt, ok, rất ngon, dưỡng ẩm rất là tốt luôn. Tuy nhiên là chỉ có một cái điểm trừ, một cái điểm trừ rất lớn, đấy chính là cái này nó là dạng như thế này các bạn này. Tức là nó có một cái lỗ rất là to, cái đường để ra sản phẩm rất là to. Bình thường một cái chai toner thì nó sẽ như nào, là nó sẽ kiểu nắp như thế này và chúng mình sẽ phải dốc ra như này đúng không? Quen tay các bạn ạ, quen tay với những kiểu toner như thế. Và với cái này không biết là bao nhiêu lần mình mở ra mình đổ ụp một phát như này luôn. Nói chung là chỉ phàn nàn mỗi cái việc đấy chính là cái thiết kế của nó hơi không quen thuộc với mình cho lắm thôi nhá. Một cái chai toner khác của thương hiệu Align Lab. Cái chai toner này dùng cũng được, nó có khả năng làm sáng da, nhưng mà các bạn biết thừa là một chai toner nhỏ nhỏ như này làm sao có thể làm sáng da đúng không? Thế nhưng mà với mình là ok nha. Mình không có yêu cầu gì cao sang lắm với một cái chai toner với một cái mức giá dễ chịu cả. Thế nên là cái chai toner này nó được xếp vào cái dạng như là dùng được mà không dùng thì cũng được. Một cái chai toner này của Lancome, mình không nhận được một cái kết quả rõ rệt nào cho lắm khi mà mình dùng cái chai này cả. Ê, không phải là mình dùng một cái chai nhỏ nhỏ này mà mình có thể nói như thế đâu nha các bạn. Mình có rất nhiều những cái chai nhỏ nhỏ như thế này, như là mình phải có đến 7-8 lọ như thế này. 7-8 lọ như này là bằng 2 chai full size rồi đấy các bạn. Đấy, chứ nhưng mà dùng cũng dùng hết đấy, nhưng mà cũng không thấy có cái gì đặc sắc lắm. Tức là dùng cũng được mà không dùng cũng được. Mà với cái mức giá của Lancome, một cái chai toner như thế này thì nó quá đắt. Với mình là mình thấy nó quá đắt. Thế nên là mình cũng không thật sự là khoái lắm. Bạn nào mà hỏi mình là mình có mua lại không thì cũng không nhá, không mua nhá. Nhưng mà cái chai toner này thì là mình sẽ mua này. Cái chai toner này của Kiehl's là cái chai toner hoa cúc ấy. Thực ra là cái chai toner hoa cúc này là mình đã dùng rất là lâu năm rồi. Thời gian khi mà mình sang bên Sinh này thì Kiehl's là cái thương hiệu mà mình rất là thích. Mình hay sử dụng rất nhiều và mình thấy là nó có cái kết quả rõ rệt trên da mình, rất nhiều những sản phẩm nó có kết quả rõ rệt ở trên da của mình. Thế nên là mình thường xuyên sử dụng Kiehl's trong một khoảng thời gian rất là dài, tới mấy năm liền á. Thì nói chung đây là một cái chai toner mà nó sẽ phù hợp với tất cả mọi loại da, với tất cả mọi nhu cầu, bởi vì nó sẽ tập trung vào cái khả năng đấy chính là làm sạch và cấp ẩm cho da. Tiêu chuẩn cho một cái toner trong đầu các bạn như thế nào thì cái này nó có thể đạt đến max level của cái điểm đấy luôn. Thế nên là với mình nhá, đây là một cái chai toner mà nếu như mà có điều kiện thì nên mua. Mà kể cả chưa có điều kiện thì cố gom lúa để mà mua cái chai toner này đi, khoái nhá, thích lắm, mùi cũng thơm nữa các bạn ạ, rất là thích luôn. Không hiểu tại sao lại chỉ có dùng đúng một cái kem chống nắng trong suốt 8 tháng rồi. Ngày nào mình cũng dùng kem chống nắng các bạn nhá, không một ngày nào nó không dùng. Mà tại sao mà mình chỉ có dùng hết có một chai, một lọ, mà một lọ có 30 ml. Ok, đây là kem chống nắng của Lancome, có tên là Tone Up Milk. Mình rất thích cái kem chống nắng này. Nó là một cái dạng hơi lỏng lỏng, hơi sệt sệt một tí, cực kỳ dễ tán luôn, không bao giờ để lại vệt kem. Và nó có một cái độ ẩm quá là tuyệt vời cho cái lớp trang điểm đi. Bôi cái này xong nhá, trang điểm lên nhá, lớp nền mịn căng. Mà cái này nó lại còn có một khả năng nâng tông rất là nhẹ, nhưng mà cái nâng tông của nó đúng kiểu nâng tông của hàng hiệu các bạn. Ôi, trông da nó sáng, nó mịn, nó căng, nó bóng mà trông nó sạch, chứ nó không phải nâng tông kiểu trắng hếu, trắng bệch lên đâu. 10/10. mua lại không? Chắc chắn sẽ mua lại nhé. Và tiếp theo chúng mình sẽ đến luôn với cái góc nhá. Đây là 3 sản phẩm dạ hương. Thì mình nói với các bạn từ trước rồi là mình đã dùng dạ hương ở Việt Nam rồi, nhưng mà bởi vì là mình chuyển sang sinh sống mà ở Sinh thì nó lại không có bán dạ hương, thế là mình cũng bỏ bẵng dạ hương nhưng một thời gian mình không có dùng. Nhưng mà có một thời gian là mình có cơ hội được nhãn hàng gửi cho 2 sản phẩm của dạ hương và mình đã dùng lại cái dạ hương đấy và mình cảm thấy là đúng là dạ hương là chân ái của mình các bạn ạ. Dạ hương, nhưng mà dạ hương này là dạ hương phạc ma nhá. Có 2 loại, màu xanh và màu hồng. Cả 2 loại là mình đều dùng và mình đều thích. Thế nhưng mà bởi vì là cả nhà mình, chị mình, mẹ mình thì đều dùng dạ hương màu hồng, thế nên là người nhà cứ mua cái nào mà còn thừa thì là gửi sang cho mình. Thế nên là đấy, mình chỉ toàn màu hồng thôi các bạn ạ. Thực ra là cả hồng cả xanh mình đều dùng được và mình đều dùng hợp nha. Nói chung ở đây là một cái sản phẩm mà nó rất là nhạy cảm, ở một cái vùng nhạy cảm. Nhạy cảm ở đây là không phải nó là một cái sự nhạy cảm khi mà nói ra, mà nó là một cái vùng nhạy cảm nghiêng về cái phần sinh lý. Thế nên là mình sẽ không thể nói với các bạn rằng là các bạn nên dùng hay là các bạn phải dùng cái này đi, bởi vì nó rất là tốt. Nhưng mà với mình thì là mình thấy là nó rất là hợp với mình, không bị tác dụng phụ, không có phản ứng lạ. Nói chung là êm ái, êm sinh nhật. Đầu tiên đấy chính là cái chai serum Lancome này, Juice Activating Concentrate. Dùng cái này quá nhiều đến nỗi mà không cần phải nhìn bao bì vẫn nhớ tên. Nhưng các bạn, mình dùng hết một cái chai này rồi thì đây chính là khoảng thời gian để cho mình nghỉ. Có thể là đến giữa đầu năm sau thì mình sẽ mua lại một chai để mình dùng tiếp. Cũng là size mini nữa này, thôi bỏ luôn đi, không cần nói nữa. Tiếp theo thì đấy chính là một cái chai serum The Ordinary Hyaluronic Acid 2% cộng với B5. Với cái chai serum này thì là mình 50-50. Trước thì là mình có nói với các bạn đây chính là một cái chai serum rất là tốt cho cái việc cấp ẩm và làm dịu cho da, đúng không? Bởi vì nó có HA và nó có cả B5 nữa. Đúng là nó làm rất tốt trong cái việc cấp ẩm, dưỡng ẩm và nó làm dịu da. Nhưng mà tại sao mà mình lại chỉ dừng ở cái mức 50-50, nửa thích nửa không thích ý? Bởi vì là có một thời gian là mình phát hiện ra cái serum này nó không phù hợp với cái việc trang điểm. Mà trang điểm nó là lẽ sống cuộc đời mình nhá. Mình có thể trang điểm rất nhẹ, mình có thể trang điểm hời hợt, nhưng mà không thể nào không trang điểm được. Đi ra ngoài đường chắc chắn là phải trang điểm. Khi mà mình sử dụng cái serum này vào buổi tối thì không sao, không thấy bất kỳ một cái gì lạ lẫm cả. Nhưng mà khi mà dùng vào buổi sáng thì nó xảy ra một cái hiện tượng là khi mà apply kem nền lên đó các bạn, nó sẽ có bị kỳ ra ghét. Tức là mình biết là mặt mình không bẩn đến nỗi mà kỳ ra ghét, các bạn hiểu không? Nó không bẩn đến thế, nhưng mà nó kiểu một phản ứng hóa học nào hay sao ấy. Mình rốt hóa, mình cũng không biết phân tích cho các bạn. Nhưng mà nói chung là lên trên da nó bị có hiện tượng là bị vê vào một cục á. Mình cực kỳ sợ cái việc đó luôn. Trông cái mặt mình nó rất là bẩn luôn. Và nó ôi chung nó kinh lắm. Tức là trang điểm lên thì chắc chắn là nó sẽ không ăn vào da rồi nha, bởi vì nó bị kỳ ra ghét mà các bạn. Nó quận luôn cái serum, nó quận luôn kem dưỡng, nó quận luôn kem chống nắng, nó quận luôn kem nền, và nó thành một cục như thế, nó vo vào trên mặt. Kinh lắm. Từ lúc mình phát hiện được cái điều đó, mình chỉ dùng cái serum này vào ban tối thôi nha. Thì nó còn hợp lý, còn ban sáng mà với cái lớp trang điểm thì hoàn toàn là không. Xin chân thành cảm ơn. Mình nhớ là mình có review về cái hãng này rồi đấy các bạn ạ, nhưng mà mình vẫn không nhớ cách tên cách đọc. Cái serum Black Snail Collagen, cái công dụng của nó đấy chính là chống nếp nhăn và nuôi dưỡng làn da. Nuôi dưỡng da thì là mình công nhận, nhưng mà chống nếp nhăn thì mình nghĩ là nó chỉ phù hợp với những bạn mà tầm 25 tuổi thôi, dưới 25 tuổi thôi, những bạn mà chưa có cái dấu hiệu lão hóa trên da ấy. Còn với những cái người mà ngoài 30 tuổi có dấu hiệu lão hóa trên da rồi và một ngày nó càng trầm trọng hơn thì mình nói thật, nó không có tác dụng, nó không ăn thua. Bất kỳ một sản phẩm nào mà nó hứa với các bạn rằng là nó có khả năng là chống lão hóa hay chống nếp nhăn các kiểu, không bao giờ có tác dụng. Bởi vì sao các bạn biết không? Tuổi như bọn mình chỉ cần một ngày bị stress thôi là bằng 10 năm dưỡng da rồi nha. 10 năm dưỡng da đổ sông đổ biển luôn. Thế nên là nó không có tác dụng nhiều đâu. Với mình, cái chai này nó có tác dụng dưỡng ẩm là chính. Nó làm cho da có một cái độ ẩm, nó cho ra một cái độ ẩm rất là tốt nhá. Độ ẩm tốt, sạch mặt, sáng mặt, thẩm thấu nhanh và nó rất là mát trên da nữa, bởi vì nó có chất gel ấy, rất là mát, rất là dễ chịu. Và với những bạn nào mà tầm dưới 25 tuổi mà lo lắng về cái vấn đề lão hóa của chúng mình ấy, thực ra 25 tuổi thì các bạn cũng lên no dần đến là vừa nhá. Thì đấy, dùng cái này được, ok nha. Nếu như mà mình nhớ không nhầm thì cái sản phẩm này mình dùng hết cách đây tầm 2-3 năm rồi, nhưng mà tại sao bây giờ nó mới xuất hiện ở trong cái đồng empty house của mình cái năm gần đây? Không hiểu lắm. Và mình cũng không nhớ cái cảm giác mà mình dùng cái kem dưỡng mắt này nó như thế nào. Thôi xin lỗi các bạn là nó quá lâu rồi, mình cũng không nhớ cái cảm giác mà mình dùng cái này như nào. Và mình cũng không nhớ là mình mua ở đâu, mình cũng không nhớ là nó mua tiền nữa cơ. Tôi bỏ qua nhá, bỏ qua đi. Cup Skin Lab Retinol Ice Cream. Cái này thì nó có retinol bên trong, nó có tác dụng chống lão hóa. Những cái sản phẩm kem mát mà mình dùng mà mình nhận thấy là nó có hiệu quả ở một cái phần nào đó thì nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Chỉ có 1-2 sản phẩm là mình nhận thấy là nó ok, nó có kết quả ở trên da mình, kiểu như là nó làm cho cái vùng mắt của mình nó giữ ẩm tốt này, nó cấp ẩm lâu này, và nó không phải apply lại nhiều lần ấy. Thì đây là một cái sản phẩm không phải như thế. Tức là dùng mà như không đó các bác. Dùng nhưng không, chứ nó chẳng có tác dụng gì cả. Không có tác dụng đâu nhá. Với mình là không có tác dụng đâu. Tiếp theo rất trân trọng giới thiệu với các bác một cái sản phẩm kem mắt mà thật sự có tác dụng. Một cái size nó nhỏ mini như này thôi mà mình dùng đến cái ngày thứ 2 thôi mình đã thấy nó có kết quả quá tuyệt vời ở trên mắt của mình rồi các bạn nhá. Tất nhiên là nó sẽ không bao giờ làm cho cái mắt của mình nó hết nếp nhăn. Nó cũng không bao giờ làm cho cái mắt của mình nó hết vết thâm. À, hết quầng thâm. Không hết được. Những cái đấy không hết được. Nhưng mà tại sao mà mình thích? Bởi vì là nó làm cho cái vùng mắt của mình nó firm, nó săn chắc một cách rõ rệt luôn. Nó cảm nhận rõ ràng luôn đó các bạn. Có thể là bởi vì cái mắt của mình nó bị thiếu chất vào cái thời điểm đó, thế nên là khi mình apply cái này vào nó kiểu như là ôi, dinh dưỡng đến rồi, hút nhanh thôi chúng mày ơi, cái kiểu như thế. Thế nên là ngay cái ngày hôm sau là mình đã thấy cái sự thay đổi khác biệt trên mắt của mình rồi. Mình đang dùng giờ một cái kem mắt khác siêu đắt tiền, nhưng mà chả ra hệ thống cống rãnh gì cả, nhưng mà mình vẫn phải cố để dùng hết bởi vì tiết tiền quá. Sau khi dùng hết cái đấy, mình chắc chắn sẽ mua lại cái này full size để mình dùng. Quá thích luôn. Một sản phẩm của Vegreen có tên là Daily Moisture Cream. Ok nha. Với sản phẩm kem dưỡng da ấy, kem khóa ẩm ấy thì là mình cũng không kén chọn cho lắm, thế nên là những cái sản phẩm nào chỉ cần nó không gây kích ứng cho mình thôi thì là mình cũng sẽ dùng hết sạch. Ví dụ như cái này. Thì cái này nó là một sản phẩm vegan. Nó không thử nghiệm trên động vật. Nói chung là những cái thành phần trong đó nó rất là lành tính và rất là an toàn. Nó không có mùi hóa học, không mùi hương liệu. Với cả nữa là nó có một cái sự the mát khi mà chúng mình vừa apply lên da. Với những bạn nào mà kiểu hay bị dị ứng, hay là chúng mình hay bị mụn á, thì mình đảm bảo với các bạn luôn cái thành phần nhá, cộng với cái chất nhá, chắc chắn là các bạn sẽ thích luôn. Lên trên da rất mát, thành phần rất an toàn, rất lành tính. Thêm một điểm nữa là thẩm thấu cực kỳ nhanh. Thẩm thấu cực kỳ nhanh luôn. Và nó đủ độ ẩm luôn, da các bạn khô vẫn có thể dùng được nhá. Thế là rất là thích cái kem này luôn. Nó rất là mát này, nó thẩm thấu thì siêu nhanh luôn này. Nhưng mà cái này nó có một cái điểm trừ mà mình không thật sự thoải mái lắm đối với mình. Đấy chính là cái độ ẩm của nó không được giữ lâu ở trên da. Thì sau khoảng tầm 1 đến 2 tiếng sau khi mình apply thì mình sẽ cảm thấy là da mình nó hơi bị ráo ráo, nó hơi bị căng căng nhẹ rồi. Và mình muốn apply lại thêm một cái lớp nữa, tức là với cái kem ẩm này này thì là mình phải layer kem ẩm các bạn ạ. Và mình thì cũng không thích cái việc để cho lắm. Thế nên là với mình thì kem này nó không đủ độ ẩm đối với mình nha. Thế mấy cái sản phẩm của Lancome nhá, không có mùi lạ ơi là lạ thì nó cũng có cái mùi thơm ơi là thơm. Đây là một sản phẩm có cái mùi nó thơm ơi là thơm các bạn. Nói thật chứ nếu như mà không phải là của Lancome thì mà mình ngửi cái mùi này chắc là mình không dám dùng đâu ấy. Nói thật luôn đấy, mùi nó quá thơm. Mà kiểu thơm nước hoa ấy. Cái kem này mình cảm thấy rất là mãn nguyện, rất là hài lòng với các bạn. Nó đạt đúng cái độ ẩm của mình mong muốn nhưng mà nó lại không làm cho da mình bị bóng nhờn. Khoái lắm các bạn ơi. Mà dùng cái kem này để làm base cho trang điểm thì cũng xuất sắc luôn. Không có điểm gì để chê cả nha, mỗi tội hơi đắt. Nhưng mà đắt mà thích như thế thì mình nghĩ là mình vẫn sẽ mua lại. Cho đến khi mà mình gặp một cái kem dưỡng khác nó còn xuất sắc hơn thế rất nhiều. Đấy chính là cái kem dưỡng của Estée Lauder có tên là Revitalizing... Xin lỗi nhé, đọc lại nhé. Revitalizing Supreme Plus. Một cái sản phẩm siêu mini thì các bạn sẽ hỏi mình rằng là một cái sản phẩm nó bé tí như thế này, bà dùng được bao nhiêu lâu mà bà dám nói là bà thích cái kem này? Ngay từ cái lần đầu tiên, từ cái ngày đầu tiên sử dụng phát hiện luôn. Chân ái cuộc đời nhá. Chân ái của cuộc đời. Mình nói thật luôn là Estée Lauder không book mình quảng cáo. Mà người ta có book mình quảng cáo, người ta phải gửi cho mình sản phẩm to, chứ không ai gửi cho mình sản phẩm bé tí siêu nên tất cả nhá. Thế nên là đây là một cái cảm nhận cực kỳ thật đối với mình luôn. Nó là một cái phiên bản từ. Cái này mình đã thích rồi nhá. Cái này đã thích rồi, dùng lên nó đã xịn ra rồi. Cái này nó là một cái phiên bản đẳng cấp mà nó kiểu như là nó mang lại cho mình một cảm giác mà phê vô cùng, lên tới gấp 10, gấp 100 lần luôn đấy các bạn. Thích lắm. Tất cả những cái gì mà cái này làm được thì cái này nó làm được gấp 10 lần. Nào mà các bạn mua cái sản phẩm này, các bạn nên sờ thử da của các bạn sau khoảng tầm 2 đến 3 phút khi mà vừa bôi sản phẩm ấy lên luôn nhá. Các bạn sẽ thấy một cảm giác cực kỳ khác biệt với tất cả những cái sản phẩm kem dưỡng da mà các bạn đã từng dùng. Phê cực kỳ, eo ơi sờ lên da nó mướt, nó trơn, nó xoẹt một cái như thế này, eo ơi. Chưa bao giờ mình cảm thấy là cái da mình nó phê như cái khoảng thời gian này luôn. Quá thích luôn các bạn ạ. Và đặc biệt hơn nhất là sau ngày hôm sau khi mà mình ngủ dậy, Tức là khi mà các bạn dưỡng da xong nó như thế nào thì cái ngày sáng hôm sau ngủ dậy nó vẫn y xì như thế, da không hề bị bóng nhờn một tí nào. Mình không hiểu là nó có khả năng kiềm dầu hay không nhá, kem dưỡng ẩm có khả năng kiềm dầu hay không, nhưng mà nói thật là da mình không bị bóng dầu một tí nào. Da mình trước khi đi ngủ nó như nào, sáng ngủ dậy nó vẫn đẹp y như thế luôn. Sờ vẫn mướt, sờ vẫn mịn, sờ vẫn căng, vẫn phê, vô cùng phê. Và đặc biệt hơn một điểm nữa các bạn ơi nhá, ôi cái này nó mon làm bay trang điểm thì không có điểm gì để chê được cả. Cái ngày mà mình dùng hết cái hũ này là mình chắc đâm mẩm ở trong đầu nhá, là mình sẽ mua lại cái sản phẩm này mà cái full size luôn để mình dùng. Mình chắc chắn với bản thân mình 100% là mình sẽ mua lại cái này full size. Nhưng mà mình khi lên website mình check giá tiền, ôi trời ơi, choáng các bác ơi, choáng tiền đình luôn mà. Trời ơi, hơn 200 đô một cái lọ kem dưỡng mà có 50 ml. Tôi kiểu hay là mình suy nghĩ lại ha, hay là mình cứ dùng hết mấy kem dưỡng mình đang có ở nhà đi rồi mình suy nghĩ lại ha. Mình sẽ mua cái lọ kem dưỡng này nha. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ phải chờ đến khi nào Sephora nó sale khoảng tầm 20% thì mình mua. Nó cũng giống như kiểu là mấy cái loại kem dưỡng bình thường á, dùng lên thì da sẽ kiểu căng bóng và nó trông nó hơi bóng hơi quá một tí. Nhưng mà độ ẩm thì đủ, dùng cũng ok, được. Đó là quen thuộc rồi, bất kỳ một video empty haul nào nó cũng có cái sản phẩm này, mình không cần phải nói nhiều nữa. Sản phẩm yêu thích luôn luôn nằm trong top yêu thích. Tiếp theo là đến những sản phẩm trang điểm. Ở đây thì là mình dùng nhiều nhất thì chính là cushion với cả là bút chì cái lông mày. Ở đây là có 4 cây bút chì cái lông mày: O two o, Focallure, Esqa và cái gì đấy chết rồi, mớ tên rồi các bác ơi. Mình có nhiều lông mày lắm ý. Khi mà mình trang điểm mình có thể bỏ qua phần lông mày, mình không cần kẻ lông mày cũng được luôn ấy, không ai phát hiện ra luôn. Nhưng mà không hiểu sao mình vẫn dùng hết tận 4 cây chì của lông mày nhỉ. 4 cây chì lông mày này nó đều có cho mình cái đặc điểm đấy chính là cái đầu của nó thì rất là nhỏ, nó bé xíu xíu như này các bạn này, thì rất là dễ để cho mình vẩy nét ở phần cái đuôi thì nó sẽ không bị lem, dễ cho mình để điều chỉnh nữa. Với cả là nó đều không gây bết. Mình cũng không có yêu cầu quá cao về những sản phẩm cái lông mày đâu, chỉ là nó có cái màu hợp thì là mình dùng thôi. Và mình thấy là cả 4 cái chỉ cái lông mày này của mình đều hợp với mình nhá, và mình thấy đều rất là thích luôn. Cái này nó khô rồi là mình cũng không dùng nữa. Thực ra thì cái này cũng được nhá, nó có một cái đầu rất là mềm á, mềm lắm, kiểu quạt bẹo luôn á, kẻ rất là dễ vẩy víu của Pháp. Đây, mình đã dùng hết 3 cái lõi của cái Laneige trong khoảng 8 tháng trở lại đây rồi, rất thích. Đây chính là cái sản phẩm về nền mà mình đã cho nó vào một cái video có tên là những cái sản phẩm trang điểm giá rẻ, bình dân, hợp lý cho các bạn á. Thì có rất là nhiều bạn nói rằng là Laneige rất là đắt, nó không phải là một sản phẩm bình dân. Nếu như mà chỉ nhìn vào cái mức giá thì đúng là nó không rẻ nhá, không hề rẻ. Mình nghĩ là các bạn là những người tiêu dùng khá là thông minh đúng không? Chúng mình sẽ không bao giờ mua một sản phẩm nào full giá đúng không các bạn? Thường thì trên Lazada, lên trên Shopee thì các bạn sẽ thấy là có rất nhiều những cái đợt khuyến mãi và có rất nhiều những coupon giảm giá cho các bạn. Thì khi mà các bạn apply những cái mã giảm giá như thế thì mình thấy là giá thành nó không đắt. Cứ cho là các bạn áp hết tất cả những cái mã giảm giá, các bạn mua nọ mua kia vào đi, thì nó khoảng 600 đi, 600 mà dùng được cho khoảng 4 đến 5 tháng, cứ tính trung bình là 4 tháng đi, thì tính ra là 1 tháng các bạn chi cho cái sản phẩm nền của chúng mình có hơn 100.000 thôi, thì các bạn có thấy nó đắt không? Đối với một cái sản phẩm mà có chất lượng tốt cộng với một cái thương hiệu nổi tiếng và đã được công nhận về cái chất liệu rồi, về cái chất lượng rồi, thì chúng mình nên tính như thế, để khi mà chúng mình bỏ tiền ra chúng mình đỡ sót nha. Đấy là một cái cách để tiêu dùng cho các bạn để cảm thấy các bạn mua được sản phẩm tốt nhưng mà các bạn sẽ không cảm thấy tiết tiền đó. Thực ra thì cũng ý tốt thôi nha, cãi cùn một tí nhưng mà ý tốt đấy nha. Rồi, cushion này khi mà mình còn trẻ á, cái này tầm 5 thích nhớ thì mình dùng được nhưng mà bây giờ thì mình thấy là mình không dùng không được nữa rồi, không được nữa nhá. Nó bị bết, nó bị khô, nó bị khô trên da của mình rồi. Cái cushion này của Perfect Diary nó có một cái độ ẩm rất là tốt ở trên da, nhưng mà không có khả năng che phủ, và nó sẽ làm cho da kiểu căng bóng giống kiểu Hàn Quốc á. Quên mất, nhưng mà cái này nó không có độ bền, không bền ở trên da lâu đâu nhá. Tầm vài tiếng thôi là bắt đầu nó sẽ nhăn nhăn lại, nó đọng kem đọng phấn á. Nó không đọng kem đọng phấn thì nó cũng trôi hết ấy, tức là mồ hôi ra một cái trôi hết, trôi sạch luôn nhá. Thái Dương 3 và cái dầu xả của Thái Sơn 7 nó làm cho tóc mình ít bết hơn, nó chậm bết hơn so với những cái dầu gội bình thường khác, không làm cho da đầu mình bị ngứa, không làm cho da mình bị gầu. Và khoảng thời gian khi mình dùng cái chai dầu gội này nó không làm cho tóc mình bị rụng quá nhiều so với những dầu gội khác. Thế là mình rất thích cái dầu gội này, nhưng mà vấn đề là một cái chai dầu gội này nó quá nặng để mà mình có thể ship hàng sinh, mà ship hàng sinh thì tính theo cân. Bây giờ cứ cho là ship được 2 cái lọ này thì là 1 cân đi, mua 2 cái lọ này chắc là cũng chưa đến được 500.000 mà tiền ship người 1 triệu thì nghe có oan không hả các bạn? Thế nên là mình không mua tiếp nữa. Nhưng mà nếu như mà có cơ hội thì chắc chắn là mình sẽ dùng tiếp cái chai dầu gội này của Hải Dương. Mình cực kỳ thích cái mùi của cái này luôn, mùi thơm ấy, mà cái khả năng làm mềm suôn mượt cho tóc, nó không bị giả quá. Dùng cũng được nha, rẻ nữa, dùng thích. Không thích, cực kỳ không thích. Mỗi lần mình dùng là các bạn biết không, mình phải bơm ra một vốc luôn ấy. Ôi thật sự là phải dùng đúng từng một vốc. Ôi nó to như thế này này các bạn này. Mà mình vẫn cảm thấy là trên tóc mình nó không hề có một cái sự mềm mượt nào cả. Như là mày dùng dầu xả thì là việc của mày, tao không thích mượt là việc của tao, tao không mượt đấy, mày làm gì được tao. Đấy, đúng kiểu thế luôn đó các bạn. Thế nhưng mà cũng không thể đổ tội cho cái dầu xả được. Có thể là tóc mình không hợp với cái dầu xả này, bởi vì cái dầu xả này là dầu xả tím, nó dành cho những bạn nào mà tẩy tóc rồi. Mà tóc mình thì có tẩy đâu. Mà mình mua cái dầu xả này là bởi vì nó đang giảm giá siêu thị thì mình mới mua thôi ấy. Thế nên là mình nghĩ là mình đã lựa chọn sản phẩm sai với cái mục đích sử dụng của mình. Thế nên là mình cũng không hy vọng gì nhiều. Và nói chung là mình cũng không mua lại sản phẩm này. Chắc chắn là không rồi. Nhưng bạn nào mà đã tẩy tóc và dùng sản phẩm này thì các bạn có thích không? Feedback cho mình nhé. Chứ nói chung là mình không thích đấy. Nhìn như này là các bạn biết là mình rất thích cái sản phẩm này đúng không? Mình dùng cái sản phẩm body scrub này thay cho sữa tắm luôn. Mềm mượt, sạch, thoáng, lỗ chân lông, xong rồi da nó mịn, nó sạch, nó thơm, không có một điểm gì để chê cả. Thế nên là mình chấp nhận là mình chi rất là nhiều tiền cho cái body scrub này luôn đó các bạn. Đây, nhìn số lượng các bạn biết được không? Ở nhà thì mình còn có tầm gần 10 lọ như này nữa, hàng backup. Gần 10 lọ nha các bạn, vì cứ mỗi một đợt nó giảm giá là mình sẽ vào mình quất một tầm 3-4 lọ. Dùng chưa hết đâu, nhưng mà nó giảm giá tiếp thì mình lại mua tiếp. Mình vẫn nhớ cái sản phẩm này là nó có một cái mùi kiểu như là mùi kẹo sữa ấy. Thơm lắm, dùng khá là thích nha. Nhưng mà mình không dùng hết được cái này là bởi vì là mình để trong nhà tắm và thi thoảng nó bị nước nó bắn vào ấy. Hay là những cái lúc nào mà mình kiểu như là mình dùng xong rồi mình đậy cái nắp không kỹ là cái hơi nước nó bay vào thì là làm cho cái chất nó bị vón cục vào rồi. Mình nghĩ là nó hết hạn rồi, thế là mình không dùng tiếp được. Công dụng cái đấy là cũng là làm sạch cho da đó các bạn, làm sạch cho da. Và khi mà rửa đi da sẽ rất là mịn mềm, kiểu da em bé luôn ấy, sờ sướng lắm. Cái sở thích của mình khi mà mình dùng body scrub tức là như nào, là mình thích những cái sản phẩm body scrub nào nó có hạt scrub nhưng mà nó có khả năng tan ở trên da. Còn cái này thì nó không tan, và khi mà mình massage ấy, mình thấy hơi đau ấy các bạn. Mặc dù là mình không phải là kiểu công chúa rất phải gai mùng tơi đâu, mà kiểu chạm vào cái gì là đau. Da mình khá là trâu chó đấy, nhưng mà kiểu massage đi, massage lại thì nó cũng hơi rát rát. Thì nói chung là mình không thích cái lắm, nhưng mà khả năng làm sạch da thì rất là tốt nhá, mềm mịn trên da rất là ok này. Đấy, sản phẩm cuối cùng của chúng mình thì đây chính là một cái bàn chải điện. Thực ra nhá là cái bàn chải này vẫn dùng được các bạn này, nó vẫn chạy đấy, nó vẫn chạy. Cái này động cơ của nó, ôi dồi ôi, kinh lắm các bạn, như máy sục luôn, sục bên trong. Hết rồi. Nhưng mà sạch không? Rất sạch nhá. Nhưng mà cái này được cái thì là cái đầu của nó ấy, nó rất là mềm các bạn. Cái sợi lông nó nhỏ, nó mềm, đánh răng nó cũng khá là khoái. Mỗi tội là cái động cơ nó mạnh quá thôi. Nha. Đó, hết. Và đó là tất cả những sản phẩm mà mình đã dùng hết trong 9 tháng vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhấn like cho video, subscribe của mình cho bên cạnh nhân thoáng bây giờ mới về Instagram follow nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.